Hello, chào các bạn. Hôm nay mình review cho các bạn xem xưởng của mình và kho hàng của mình. Hôm nay cũng có một số hàng đang đóng để giao cho khách. Nay là ngày đầu năm, vào đầu năm có một số lượng hàng cũng rất lớn. Đây, số lượng hàng này đang đóng giao cho khách nè các bạn. Đó. Đây, đó, hàng thùng ong nội địa các bạn. Thùng ong có cửa, có dấu đóng trước mặt thùng các bạn. Thùng đã đóng để bưu điện xuống chở để giao cho khách nè các bạn. Đó. Đó. Cũng cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, và thùng ong nội địa và ong ngoại, ong vú chúng tôi xin cung cấp cho tỉnh toàn quốc cho các bạn. Cũng đầu năm hàng hóa cũng rất nhiều, đây ngày nay cũng được mười mấy chục đơn này, hàng đã đóng sẵn rồi, chuẩn bị ra cho khách nữa các bạn. Đây mình thì có tất cả các loại thùng ong. Đây là thùng ong nội địa nha các bạn. Thùng ong nội địa dán dày 1/2, 1/2 có, 1/8 có, tùy theo khách hàng đặt nha các bạn. Ở đây là 1/2, bề lọt lòng là 27, lọt lòng là 27, cầu 42 các bạn. Đây,